Xin chào tất cả các anh em đang xem video nha. Shop phụ kiện đi rừng Thanh Tấn gửi lời chào, là chúc sức khỏe đến toàn thể tất cả các anh em đang xem video. Thì anh em có thể tìm đến shop phụ kiện đi rừng Thanh Tấn thông qua kênh YouTube phụ kiện đi rừng Thanh Tấn, hoặc YouTube, Facebook phụ kiện đi rừng Thanh Tấn, hoặc Zalo hai số điện thoại đó, hoặc hai số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình. Thì hôm nay là mới hoàn thành xong cái lô xào. Rất chi là nhiều sào để đưa vào kho, thì mới trung chuyển từ cái kho sản xuất sang cái kho lưu trữ. Thì sáng nay là trời đẹp làm cái video cho anh em xem nha. Đây là 4m này, 5m này, 6m 5 lóng này, 6m 6 lóng này, 7m này, có hàng này. Hôm bữa cái video trước thì anh em chưa có xem được cây 7m, rồi là cây 9m, hôm nay cũng làm hai cây cho khách này. Cây 7m này hôm nay là khách đặt 3 cây. Rồi có khách đặt 2 cây 4m, cho nên là chúng tôi là làm sẵn như thế này là giao luôn. Đó. Thì cái cây 4m thì anh em sẽ thấy nó rất là ngắn. Mỗi lóng của cây 4m thì nó khoảng tầm 8 tấc. 0,8 nhân với 5 lóng thì nó sẽ ra là 4m, 5 lần 8 là 40 ha. Ra 4m thì chúng ta kéo dài ra, khi kéo hết sào thì nó còn khoảng 3m7. Còn cây này là cây 5m. 5m này là cây 5m không có ốp đồng ha. Hôm nay khách đặt 3 cây thì đều là 3 cây không có ốp đồng. Nếu mà ốp đồng vào thì nó cũng giống như cây này. Đó, nó không giống như cây này. Để tôi dừng tay tôi gỡ ra cho anh em xem. Đó, tôi mới vừa gỡ cái bịch bóng ra cho anh em xem nè. Vậy thêm mà nó mới đã. Đó, mới thấy được cái độ đẹp của cái đồng. Đó, anh em thấy chưa? Đó, ngàm khóa rất là nhẹ nè, chúng tôi có thể dùng một tay để mở ra luôn nè. Đó. Đó, đóng lại. Khóa trái khóa phải đều được. Tất cả cái sản phẩm này bán ra cho anh em đều bảo hành 1 năm hết nha anh em. Còn đây là cái cu lim. Cu lim mà chúng tôi sẽ bán một mẫu cu lim này, cu lim răng cưa chuyên giật cành, nó có răng cưa này rất là bén, anh em mua về sử dụng cẩn thận. Cái này rất là dễ đứt tay. Lợi thế của cái răng cưa này là khi chúng ta giật cành, khi chúng ta cưa trước, cưa cho có dấu xong chúng ta giật đi rất là nhẹ nhàng. Đấy, thì đây là cái cây là 6m mà 5 lóng, mỗi lóng nó 1m2, thu gọn nó lại khoảng 1m4. Thì tất cả các sào bán ra cho anh em sẽ đều được dán tem bảo hành 1 năm sử dụng như thế này, anh em thấy chưa? Có tem bảo hành 1 năm. Khi anh em mua chúng tôi sẽ kích vô cái ô ngày bán cũng như tháng bán ra, nó cho anh em là an tâm mà sử dụng. Đó, thì đây cây này cũng vậy. Đó, mấy cây kia thì trong cái túi xào rồi anh em không thấy. Đây là cái cây mà nhiều anh em chọn mua, đắt tiền nhưng mà nhiều anh em chọn mua, là cái cây là 6m 6 lóng. 1 2 3 4 5 6, anh em thấy 6 khúc chưa? Đó, cái cây này thì nếu mà so với lại 6m 5 lóng thì nó sẽ thu gọn hơn này. Đó, anh em thấy chưa? Thu nó gọn hơn nè. Thứ hai là cái lóng nó to hơn nè. Nhôm thì tất cả đều là nhôm 1,5 ly cho anh em hết. Đó, anh em có thể thấy mẫu nhôm này. Đây là mẫu cắt ngang nhôm cho anh em xem. Đó, anh em thấy chưa? Cái phi lớn nhất là phi 32. Nếu anh em mua cây nào 6 lóng là phi 32. Mà anh em mua cái cây 5 lóng thì phi lớn nhất là phi 27. Còn cái cây, cái lóng nhỏ nhất trên đọt là phi 16 nha anh em. Đó. Sở dĩ chúng tôi quấn màng co như thế này là để tránh hai cái sào khi mà đem vào kho lưu trữ thì tránh nó cọ nhau để nó trầy, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, giao đi bưu điện là nhân viên bưu điện họ dục qua dục lại á, cắn rồi là nó không có trầy cái sào của mình, nó không mắc tính thẩm mỹ. Thứ hai nữa là khi giao cho anh em chúng tôi sẽ bọc một lớp chống sốc rất dày ở bên ngoài để cho đảm bảo là cái sào nó êm nhất. Còn đây là loại cũng 6m 6 lóng nhưng mà không có ốp đồng. Đó, thì anh em, tôi sẽ gỡ cái này ra cho anh em xem. Đó, khi mà gỡ ni lông ra anh em mới thấy được cái độ dày của nhôm. Đó, anh em thấy chưa? Đó, chứ còn cái cây mà ốp đồng á thì nó mắc đi cái chụp này thì chúng ta không thấy được cái là nhôm nó dày bao nhiêu. Nhưng mà anh em nào mua cái sản phẩm mà không có ốp đồng á, chúng ta sẽ thấy trực tiếp được cái nhôm dày bao nhiêu nha. Đến với ngày hôm nay là cái cây mà dài nhất, đó là cái cây 9m. Đó, anh em thấy chưa? Cái cây 9m. Cây này là mỗi lóng của nó là 1m5 nhân cho 6 lóng thì nó ra là 9m, 6 nhân 1,5 là ra 9m. Thì khi thu lại
thì cái cây này nó rơi vô khoảng 1m6, 1m6, cho nên rất là cao, đứng tới đầu mình á. Nếu mà anh em nào một cao 1m6 mấy á, thì nó chắc chắn là nó sẽ đứng tới đầu. Thì chúng tôi cũng ít khi bán ra cái sản phẩm này, mà cũng ít anh em chọn mua, là bởi vì á, nó quá dài. Để so với cây 6m6 lóng cho anh em xem nè. Đó, nó dư ra nhiều chưa? Anh em thấy nó dư ra nhiều chưa? Cái kia chỉ tới đây thôi, nó dư ra khoảng 2 gang tay nữa. Thì anh em thấy là vận chuyển đi nó cũng rất là khó. Nhưng mà điều nhiều anh em thích, thích thì chúng tôi bán thôi. Chứ mà anh em cũng suy nghĩ kỹ trước khi mua cái sản phẩm khá dài, bởi vì nó khá bất tiện nha. Nhưng mà nếu mà cái điều kiện cây cối ở chỗ chúng ta quá cao thì buộc lòng chúng ta phải mua cây 9m. Hoặc là anh em có thể chọn cái cây ngắn hơn là cái cây 7m. Cây đang 7m, đó, anh em đo cái cây 7m với 9m. 7m nó sẽ ngắn hơn 9m khoảng hơn 1 gang tay. Cái này là nó ngắn hơn nhiều đó, 40 cm đó. Thì cây này là cây 7m thì nó cũng là 6 lóng. Mỗi lóng của nó là 1m2. Mỗi lóng của nó là 1m2 đó. Thì đối với cây 9m á, thì cân nặng của nó khoảng ngoài 2kg. Còn đối với cây 7m á, thì cân nặng của nó khoảng 1,8 kg. Cây 6 x 6 lóng á, thì 1,6 kg. Mà cây 6 x 5 lóng, 6m 5 lóng thì 1,5 kg. Mà cây 5m thì là 1,2 kg. Mà cây 4m thì nó nặng khoảng 1 kg. Nếu ốp đồng vào thì nó có thể nặng lên khoảng 1,1 kg hơn. Đó. Đối với cây ốp đồng á, thì cái tính năng nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp nha anh em. Rất là đẹp luôn. Nhìn rất là sang trọng. Nếu mà anh em nào có điều kiện kinh tế thì tôi khuyên anh em là chơi mà chơi luôn cây ốp đồng. Bởi vì ông bà xưa thường nói là một lần tốn là bốn lần không. Nó vừa đẹp mà vừa thẩm mỹ. Nhìn rất là sang trọng. Ốp đồng vào á, mỗi cây ốp đồng á, nó sẽ trên là tiền so với cây thường đến 400-500 ngàn. Anh em lưu ý nha, 400-500 ngàn. Thí dụ cùng là 6m với 6 x 6 với nhau á, thì cái cây ốp đồng á, nó sẽ mắc hơn cái cây không ốp đồng khoảng hơn 500 ngàn. Đó, anh em thấy giá tiền cái phần đồng này nó rất là tốn tiền này. Đồng nó đã tốn tiền rồi này, nó tốn tiền tiện này, tiền nhân công này. Làm một cái sào ốp đồng á, nó tốn thời gian gần bằng 2 cái sào thường. Cho nên là nó rất là tốn nhiều chi phí. Chất lượng và bảo hành thì như nhau, nhưng mà ốp đồng vào thì nó đẹp hơn, tăng tính thẩm mỹ và nó cũng tăng tiền lên nha anh em. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong các video clip. Thì chúng tôi còn rất nhiều cái sản phẩm như lo điều khiển từ xa, quần áo ngụy trang, liều ngụy trang, chơi cu gái gà rừng, bìm bịp quắt đa đa gì có hết. Thì các anh em có thể liên hệ với shop thông qua cái thông tin là phụ kiện đi rừng Thanh Tấn nha anh em. Đó, YouTube, Facebook, Zalo đều có hết. Sào bán ra đều có bảo hành cho anh em hết. Đó, để anh em cứ an tâm sử dụng ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em trong cái video clip kế tiếp. Cái sào này á là cái áo bán riêng, cu lim bán riêng mà sào bán riêng nha. Còn mấy cái này là do lưu vào kho cho nên là để cho nó gọn, nhanh thì chúng tôi là đeo áo vô sẵn như thế này để chống trầy xước cho nó. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em nha. Chúc anh em có một ngày làm việc thật là vui vẻ.